Chấn động, sự thật đúng tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, được thần tài báo mộng, ẵm chọn lộc trời, đổi đời chóng mặt, cuộc sống giàu sang viên mãn. Quý khán giả thân mến, theo lời Phật dạy, hạnh phúc trong cuộc sống không nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tài sản, hay có quyền lực lớn đến mức nào, mà hạnh phúc nằm ở sự tự do tự tại, sự thanh tịnh ở tâm hồn, khi không bị lòng tham lam sân hận, si mê, thù ghét, làm cho vẩn đục. Và trong video vận trình của tháng 4 âm lịch hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem liệu con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ vượt qua đại hạn tháng này ra sao, có những may rủi nào và những điểm báo gì đã hiện ra để nhắc nhở mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Vậy hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết, ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Kỷ Hợi 1959 thuộc mệnh Mộc, bình địa Mộc. Địa Mộc là những cây cối mọc ở vùng đồng bằng. Người mệnh này có tính hiền hòa, khôn khéo, tốt bụng, thật thà, ngay thẳng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi theo ngũ hành thuộc mệnh Mộc, hay còn gọi là bình địa Mộc, phần lớn người mệnh Mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát. Thế nhưng, với người mệnh nạp âm, bình địa một đôi lúc lại mềm lòng và yếu đuối. Cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Những người này đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ, dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Kỷ Hợi mệnh Mộc thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông, bao dung với người khác. Họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền, trắc trở, nhưng họ vẫn luôn an tâm, lạc quan tiến tới. Họ cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Theo luận giải tử vi, thì Kỷ Hợi thuộc mẫu người phúc hậu, trực tính, cẩn thận, chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng, đặc biệt, tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, có lý tưởng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, dễ gặp may mắn trong cuộc đời, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Kỷ Hợi là mẫu người ham học hỏi, có năng khiếu về văn chương và khoa học, là người tài giỏi, hiền lương, cuộc sống có nhiều thành tựu. Với các công việc làm ăn lương thiện, Kỷ Hợi vào đời với hai bàn tay trắng, không nhờ cậy anh em, bà con, thân tự lập thân. Nhờ vào sự tháo vát, chịu khó chịu khổ, cũng đã có lúc khấm khá, nhưng sự nghiệp không bền, nhiều phen chao đảo, nhất là tiền trung vận. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người, họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy, nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Kỷ Hợi thích hành hiệp trượng nghĩa và cũng thích được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến, họ luôn tỏ ra nghị lực, đối xử thân thiện và hết lòng vì bạn bè, họ cũng không tiếc công sức khi tham gia các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Đây là người biết cách lập kế hoạch, cũng như xác định bước đi tiếp theo của mình là gì, luôn suy tính kỹ càng trước khi quyết định hành động. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Hợi có sự chịu đựng kém. Đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống, nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực, buông xuôi trước thử thách. Để hướng tới thành công, họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn, họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Kỷ Hợi chỉ mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung, độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác tuổi.
Kỷ Hợi muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Kỷ Hợi thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Kỷ Hợi có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao hay giúp đỡ người khác, nên họ rất được lòng anh em, bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con ngươi trong mắt mình vậy. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình. Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Người tuổi Kỷ Hợi rất thành thật và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép, vận mệnh những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn người tuổi này mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cõi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế, ngạo mạn, đôi khi tự cao, tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãn, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi tới trung vận họ mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 4 âm lịch. Xem tử vi tháng 4 âm lịch được dự báo, đây sẽ là một khoảng thời gian khá khó khăn đối với người tuổi Kỷ Hợi. Khi các phương diện cuộc sống đều có dấu hiệu xuống dốc, nhiều thử thách xuất hiện, đòi hỏi mệnh chủ phải kiên trì và cố gắng thật nhiều nếu muốn vượt qua. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm tuyệt, bản mệnh thấy công việc của mình khá bấp bênh, thiếu vững chắc, nhiều thay đổi bất ngờ xuất hiện, khiến bạn hoang mang, lo lắng, thậm chí đánh mất phương hướng của mình. Nhiều đối thủ, đồng nghiệp cạnh tranh cũng khiến bạn luôn phải gồng mình làm việc, khó có lúc được thảnh thơi. Tiểu hao cho thấy, chuyện làm ăn kinh doanh cũng không có nhiều thuận lợi, bạn nên thận trọng. Nếu có ý định đầu tư kinh doanh trong thời điểm này, tốt nhất là nên hoãn lại để chờ thời điểm thích hợp hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh cũng cần hạn chế chi tiêu, các khoản chi nhỏ cộng gộp lại cũng khiến bạn tốn kha khá tiền. Theo tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, phương diện gia đạo cũng không tích cực hơn, vợ chồng bạn thường xuyên cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Có lẽ bạn tự đặt cái tôi của mình lên quá cao, nên không chịu nghe theo lời khuyên của người ấy, đến khi rắc rối xảy ra, hai người lại quay sang trách móc nhau. Và tiếp theo sau đây sẽ là luận giải chi tiết vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 4 âm lịch. Tử vi sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi trong tháng 4 âm lịch. Xem tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi âm nhận thấy, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi khá ổn định. Trong khoảng thời gian này, dù nhiều áp lực ập tới, nhưng tinh thần của bản mệnh nhìn chung vẫn ổn định, không lo nghĩ quá nhiều. Nếu cảm thấy căng thẳng, con giáp này đừng ngại tâm sự với những người đáng tin cậy để thấy nhẹ nhõm hơn. Bên cạnh đó, hãy cố gắng dành thời gian rảnh để rèn luyện thể dục thể thao, thư giãn tinh thần. Như vậy, bạn sẽ có thêm sức khỏe để đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Tử vi gia đạo của tuổi Kỷ Hợi trong tháng 4 âm lịch. Con giáp này cũng sẽ phải chuẩn bị đón nhận những chuyện không vui trên phương diện tình cảm. Trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần phải xem lại cách nói năng, hành xử của chính bản thân mình. Với các cặp vợ chồng, hai người nên bao dung với nhau hơn, đừng cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Có gì thì hai người hãy bình tĩnh trao đổi với nhau, thử đặt mình vào vị trí của người ấy. Có thể bạn sẽ có cách nhìn nhận vấn đề khác đi. Trong những công việc quan trọng của gia đình, bạn không nên tự làm theo ý mình, mà cần trao đổi với người thân nhiều hơn. Như vậy, mới thể hiện sự tôn trọng của bạn với đối phương. Khi rắc rối xảy ra, bạn cũng cần bình tĩnh xem vấn đề nằm ở đâu, không nên than thân trách phận hoặc đổ lỗi cho người thân.
Tử vi tài lộc của tuổi Kỷ Hợi trong tháng 4 âm lịch. Căn cứ tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, tình hình tài chính của bản mệnh cũng không có dấu hiệu tươi sáng, bạn phải chịu ảnh hưởng của nhiều sao xấu, nên tiền chảy vào túi thì nhỏ giọt, tiền ra khỏi túi thì liên tục, nếu không cẩn thận thì dễ rơi vào cảnh cháy túi. Nguyệt lệnh Lâm Tuyệt khuyên tuổi Kỷ Hợi chớ nên đưa ra những quyết định vội vàng, khinh suất trước khi dốc vốn đầu tư hoặc mua sắm thì cần phải nắm rõ tình hình tài chính của mình, không nên chạy theo xu hướng, kẻo cuối cùng xôi hỏng bỏng không. Bản mệnh là người xông xáo mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, nhưng không phải lúc nào suy nghĩ của bạn cũng đúng. Vì vậy, bạn đừng quên lắng nghe quan điểm, phân tích của người đi trước. Tốt nhất, tháng này cứ tập trung hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở, chớ vội vã rút vốn đầu tư. Dù muốn kiếm tiền nhanh bạn cũng phải bỏ thời gian, công sức làm việc đường đường chính chính, không nên nghĩ tới việc hãm hại người khác, tự đẩy mình vào cảnh lao tù, thị phi, kiện tụng. Trong việc tiêu dùng hàng ngày, bạn cần hạn chế mua những món đồ không thực sự cần thiết. Những khoản chi tiêu nhỏ gộp lại cũng thành một khoản tiền khá lớn. Khi túi tiền không dư giả như thế này, thì bớt được đồng nào là tốt đồng đó. Tử vi sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi trong tháng 4 âm lịch. Người tuổi Kỷ Hợi sẽ phải cố gắng thật nhiều nếu muốn duy trì chất lượng công việc được như khoảng thời gian trước đó. Nguyệt lệnh Lâm Tuyệt đem tới nhiều khó khăn, rắc rối, khiến bạn khó tránh khỏi rắc rối vì trở tay không kịp. Có thể bạn sẽ phải đứng trước khá nhiều ngã rẽ, khá nhiều sự lựa chọn, mà trong khi chính bạn cũng không hiểu rõ mình thực sự mong muốn điều gì. Vì vậy mà bạn thường cảm thấy mình quá bấp bênh, không bằng được người này, người khác. Những lúc thế này, đừng ngại hạ cái tôi của mình xuống và hỏi ý kiến của những người xung quanh. Những người đi trước đáng tin cậy, có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích để bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về những dự định tương lai. Thêm vào đó, hãy nhắc nhở bản thân kiên trì. Một khi đã bắt tay vào làm việc gì là cần phải quyết tâm đến cùng. Đừng vì khó khăn mà bỏ cuộc giữa chừng. Nếu bạn quá dễ dàng từ bỏ, thì công việc nào cũng dở dang, không đạt được như mục tiêu đã đề ra. Sao xấu thiên hình còn cho thấy, thời điểm này bạn phải đối diện với nhiều đối thủ cạnh tranh. Nếu muốn giành thắng lợi, thì bạn phải biết mình biết ta, chớ kiêu ngạo lơ là, kẻo phạm lỗi sai đáng tiếc. Khẩu quyết, hãy thành thật với cảm xúc của mình, không nên nói dối. Quý nhân, tuổi Tỵ, tuổi Tuất. Tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số may mắn, 18, 44, 90. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải chi tiết tử vi từng tuần trong tháng 4 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tử vi tuần đầu của tháng 4 âm lịch, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xét về phương diện sức khỏe, Nguyệt lệnh Lâm Tuyệt ở Kỷ Hợi kết hợp với hung tinh Thiên Bình nhắc tuổi này cần đặc biệt chú ý tới phương diện sức khỏe, bởi thể chất của bản mệnh có dấu hiệu đi xuống, dễ ốm đau vặt hoặc gặp tai nạn bất ngờ, nhất là phải đề phòng tình huống tai nạn hay sự cố khi di chuyển giao thông, lao động chân tay, có thể dẫn tới thương tật, thậm chí nguy đến hiểm tính mạng. Bên cạnh đó, áp lực từ công việc, cuộc sống cũng khiến bản mệnh lao tâm, khổ tứ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tinh thần. Cần hết sức cẩn trọng, bạn nên chú ý, cân bằng tâm lý, cũng như thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Hãy học cách giải tỏa áp lực. Xét về phương diện gia đạo, về chuyện tình cảm, người tuổi Kỷ Hợi có vẻ sẽ gặp được nhiều may mắn hơn cả vì trong tuần có ngũ hành tương sinh ủng hộ. Tuy nhiên, chuyện gia sự vẫn nên để nó phát triển theo lẽ tự nhiên. Càng gượng ép thì càng dễ gây phản tác dụng. Việc đốt cháy giai đoạn có thể khiến cả hai nhanh chóng đến với nhau, nhưng khi cảm xúc nồng nhiệt ban đầu qua đi, sẽ để lại rất nhiều vấn đề. Tuần này, các gia đình cần có sự chia sẻ với nhau nhiều hơn để hạn chế hiểu lầm không đáng. Dù đôi lúc khúc mắc, cãi vã hay xảy ra, nhưng nhìn chung mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh, nên không quá đáng ngại. Xét về phương diện tài lộc, tử vi tuần của 12 con giáp cho biết, phương diện tài lộc của người tuổi Kỷ Hợi trong tuần này không quá khả quan, do có tiểu hao gây họa hao tài đe dọa. Do đó, bạn cần chú ý túi tiền và học cách tiết kiệm nhiều nhất có thể. Tuần này nguồn thu nhập chính chủ yếu vẫn dựa vào chính tài. Thứ tài chưa có sự khởi sắc, thậm chí còn thụt lùi, nhưng hiệu suất công việc giảm sút cũng sẽ gây bất lợi cho thu nhập hàng tuần của bạn. Do đó, nếu là người làm công ăn lương, bạn nên sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc, khắc phục khó khăn mới mong bảo toàn được túi tiền của mình trong tuần. Nguyệt lệnh Lâm bệnh tại Kỷ Hợi, tinh thần thiếu tỉnh táo khiến bạn có thể đưa ra quyết định sai lầm trong việc đầu tư kinh doanh. Do đó, bạn nên hạn chế những việc quan trọng có thể sử dụng đến tiền. Thời gian này, tốt nhất là nên bảo toàn số tiền đang có, chứ đừng ham đầu tư là dễ mất mát. Nếu thấy không ổn thì thu vốn về ngay, chứ đừng có tâm lý gỡ gạc. Đặc biệt, con giáp này nên tránh xa các trò cờ bạc, đỏ đen. Khi vận khí đang nhiều hung hiểm như này,
kiểu nguy cơ rỗng túi khá cao. Vận may tiền bạc sẽ không đến với người không chịu làm, lười biếng và mang tâm lý ăn sẵn, đừng ôm cây đợi thỏ. Tuần này, tuổi Kỷ Hợi còn được khuyên nên đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc mất tiền vì tình. Nên thận trọng với những người ngỏ lời vay tiền của bạn, tránh tình trạng tiền chỉ đi mà không có đường quay trở về. Theo phi tinh tuần, có sao Bát Bạch chủ tài lộc xuất hiện ở hướng Đông Nam. Tuổi Kỷ Hợi lưu ý không tiến hành động thổ hay để các vật quá nặng hoặc gây ra tiếng ồn ào tại phương vị này, kẻo tài khí rất dễ bị tổn hao. Ngoài ra, nhằm thúc vượng tài khí, giúp công việc kinh doanh thêm phát đạt, bản mệnh có thể đặt biểu tượng cốc ba chân ngậm tiền hoặc đơn giản là treo một tờ giấy màu đỏ ở hướng Đông Nam ngôi nhà. Xét về phương diện sự nghiệp, bước sang tuần mới, người tuổi Kỷ Hợi do bị nguyệt lệnh lâm bệnh tác động khiến tâm lý sinh bất ổn, bạn phải đối mặt với nhiều bôn ba phiền muộn, kéo theo tử vi tuần cũng nhiều trở lực, lại thêm hung thiên hình chiếu mệnh nên vận trình công việc xuất hiện tiểu nhân quấy phá. Các mối quan hệ xã giao giữa bản mệnh với đồng nghiệp, bạn bè cấp trên thiếu sự hài hòa là nguyên nhân chính khiến bạn vướng vào rắc rối, thị phi thậm chí cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Trong tập thể, công việc thường phải một mình cáng đáng, dễ sinh tâm lý bất bình, hậm hực và chán nản, bản mệnh thiếu đi động lực cần thiết để làm việc hăng say. Cũng vì thế mà bản mệnh hành động thiếu sáng suốt, không quyết đoán, do dự khi đứng trước sự lựa chọn nào đó. Nhưng nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, mọi chuyện cũng bắt nguồn từ việc tính tình bản mệnh trở nên nóng vội, suy nghĩ cực đoan, tự mình gây chuyện, thậm chí nhiều tình huống chuyện bé xé ra to, kiếm chuyện mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên, chỉ để giải tỏa cơn hậm hực trong lòng. Vì thế mà họa tiểu nhân khó tránh, do đó, trong giao tiếp, bạn cần chú trọng đến ngữ điệu ăn nói. Có chừng có mực, đừng để mình vướng vào họa thị phi, đi đâu làm gì mà không giữ được bình tĩnh, hành động lỗ mãng sẽ rất dễ bị người khác nói xấu sau lưng, tìm cách quấy phá. Trong tuần có thêm sự xuất hiện của thiên ấn cát tinh, cũng có lúc tình hình được cải thiện nhưng không đáng kể, khối lượng công việc liên tục dồn xuống. Trọng trách bản mệnh phải đảm nhiệm cũng cao hơn, nên thường xuyên cảm thấy quá tải. Khi bạn cảm thấy đầu óc không thể tập trung, làm mãi mà hiệu suất vẫn không được như ý, bạn nên cho bản thân một khoảng thời gian tạm nghỉ để sạc lại năng lượng. Bên cạnh đó, bạn cũng nên cố gắng điều hòa mối quan hệ tại công sở của mình để tình hình khó khăn hiện tại sớm được cải thiện. Tử vi tuần thứ 2 của tháng 4 âm lịch, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xét về phương diện sức khỏe, nguyệt lệnh tuyệt dự báo về việc bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tuần này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian. Nhị hắc nhập cung chính bát cảnh báo tình trạng sức khỏe đang ngày càng đi xuống. Bạn nên chú ý đến vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan đến đường ruột, tiêu hóa. Tuần này bạn có cơ hội thực hiện những thay đổi cần thiết để cải thiện vấn đề sức khỏe của mình. Ví dụ, nên có kế hoạch về việc ăn uống để đảm bảo đủ chất, thay đổi món thường xuyên trong tuần để thức ăn được đa dạng. Ngoài ra, bạn cần thực hiện quyết tâm dậy sớm để tập thể dục, nên ưu tiên tập buổi sáng hơn là buổi chiều vì nó mang lại hiệu quả cao hơn. Xét về phương diện gia đạo, xem tử vi tuần của 12 con giáp cho thấy ngũ hành xung khắc dự báo về những rắc rối trong các mối quan hệ của con giáp tuổi Kỷ Hợi. Cuộc sống gia đình tuần này ẩn chứa nhiều căng thẳng, những cãi vã nhỏ nhặt có thể bị thổi phồng, dẫn tới ẩu đả lớn trong tình cảm. Bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn nên cố gắng kiềm chế, không chút bực dọc lên bạn đời. Nếu không, cãi cọ lớn có thể xảy ra, tránh dùng những lời lẽ xúc phạm, chúng có thể khiến bạn phải hối tiếc sau này. Hãy cố gắng hiểu người khác, tỏ ra nhường nhịn và bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Xét về phương diện tài lộc, do ảnh hưởng của tiểu hao nên con giáp tuổi Kỷ Hợi không tránh được việc phải chi tiền. Đôi khi việc sử dụng tiền là cần thiết để đầu tư cho mục đích lâu dài, nên đừng vì tiếc mà không dám chi trong kinh doanh, tránh thực hiện những thay đổi quan trọng cho công việc thường kỳ vì lúc này không phù hợp cho những biến đổi. Nên ưu tiên thời gian để củng cố kinh doanh và lập kế hoạch tương lai, nên theo đuổi đến cùng các ý tưởng và dự định nếu muốn chúng mang lại kết quả tốt đẹp, dài lâu. Làm việc liên quan đến tài chính, cần có sự thống nhất để tìm ra giải pháp tối ưu nhất có thể. Ảnh hưởng của thiên hình lên người tuổi Kỷ Hợi cần thận trọng hơn trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Nếu bất cẩn thì bạn sẽ dễ rước họa, nếu ai đó can ngăn thì nên lắng nghe. Xét về phương diện sự nghiệp, tử vi tuần mới của tuổi Kỷ Hợi âm lịch cho thấy, về khía cạnh công việc, bạn nên tập trung vào ý tưởng hơn là hành động vội vàng. Nếu cao ngạo, nóng nảy, hành sự bất cẩn sẽ dễ gây họa, công việc không trôi chảy như mong muốn, bạn có thể cảm thấy khó nhất trí với người khác kể cả trong những việc hết sức đơn giản. Điều này khiến quan hệ nơi công sở không mấy dễ dàng, nhớ rằng vận may thay đổi rất nhanh, mọi chuyện diễn biến khó lường, nhiều trục trặc có thể xảy ra,
Lúc này, bạn không được phép phạm sai lầm hay vướng vào kẻ xấu, tránh bình phẩm về người khác hay chia sẻ những suy nghĩ của mình, điều này có thể gây hại cho bạn. Nếu được yêu cầu nhận xét về ai đó, hãy tránh phán xét, vì đó có thể là chiếc bẫy để hại bạn trong công việc. Bản mệnh rất sáng tạo, đó là điều cần phát huy trong thời gian này. Đừng ngại chia sẻ những ý tưởng tốt đẹp của mình, đề xuất của bạn sẽ được mọi người vui vẻ chấp thuận, mọi nỗ lực sẽ được ghi nhận đúng mức. Tử vi tuần thứ 3 của tháng 4 âm lịch, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xét về phương diện sức khỏe, bác Bạch gặp ngũ hành, nhắc nhở bản mệnh chớ chủ quan về phương diện sức khỏe. Thời gian này, bạn dễ bị bệnh nhẹ, các bệnh có thể gặp như đau bao tử, đường ruột hoặc ngộ độc thức ăn. Để đảm bảo vấn đề ăn uống hợp vệ sinh, ngay từ khâu chế biến và lựa chọn, chúng ta nên chọn những nguyên vật liệu tươi sạch đến từ những cửa hàng có uy tín hoặc siêu thị, cho chúng ta thấy được nguồn gốc rõ ràng. Thời kỳ dịch bệnh này rất nguy hiểm với những ai có phổi bị tổn thương, hãy ngưng sử dụng thuốc lá hoặc tránh hít phải hay ngồi gần những ai đang hút. Lúc này đây, một khẩu phần ăn lành mạnh, chứa rất nhiều rau củ và trái cây, các thực phẩm khác từ nguồn thực vật như ngũ cốc, nguyên hạt và đậu sẽ rất tốt cho cơ thể của bạn. Chăm sóc sức khỏe bằng cách tránh xa các loại thức ăn nhanh hoặc thức ăn nhiều dầu mỡ, vì lượng đạm và lượng dầu chứa trong các loại thực phẩm này sẽ tăng nguy cơ béo phì và ung thư. Xét về phương diện gia đạo, tử vi tuần mới cho thấy tuổi Kỷ Hợi sẽ có những sự cố xảy ra trong chuyện gia sự, đòi hỏi khả năng ứng biến tốt của con giáp này. Tuy nhiên, bạn không nên nói dối quá nhiều để sự việc đi quá xa, bạn sẽ chẳng thể chỉnh sửa lại được hết các thông tin mình đã nói ra. Ngoài ra, thay vì vội vã đưa ra một kết luận tiêu cực ngay trước mặt đối phương, bạn nên nhẹ nhàng chia sẻ cảm nhận của mình về thứ đang khiến bạn khó chịu. Điều quan trọng là thời điểm thích hợp, bạn cần lựa thời gian khi mà người thân muốn lắng nghe, tiếp nhận thông tin từ bạn. Bản mệnh nhất định không được có thái độ chỉ trích, nên bao dung và hiểu rằng tất cả chúng ta đều là con người, vì thế không thể nào né tránh chuyện phạm lỗi. Có những sai sót do cố ý, nhưng cũng có những lỗi lầm nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu bạn thể hiện cho người thân sự thấu hiểu, thì họ sẽ rất ghi nhận và trân trọng bạn. Khi nhìn thấy nhiều điểm tốt ở bạn, họ sẽ càng thêm yêu thương bạn nhiều hơn nữa. Xét về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Kỷ Hợi lúc này khởi sắc hơn trước rất nhiều, sau việc bạn thực hiện mọi thứ chỉnh chu và đúng kế hoạch hơn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên duy trì thái độ tốt, chớ nên chủ quan mà lơ là bỏ qua chi tiết đấy. Người làm kinh doanh đầu tư, nếu biết tận dụng kẽ hở để gia tăng doanh thu, sẽ có lợi nhuận trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của tiểu hao không nhỏ, khiến bạn tiêu tốn kha khá cho những chi phí cơ bản. Nếu bạn đang muốn đầu tư, thì thời điểm này khá thích hợp để bạn cân nhắc những khoản có lãi với thông tin rõ ràng, minh bạch. Tuy nhiên, không hề tốt cho những người có ý định đầu cơ, lướt sóng đâu nhé. Một số người còn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá trong tuần này để dành dụm cho những việc quan trọng về sau. Tuy nhiên, bạn nên có quy định cho bản thân, đó là không nên sử dụng chúng trong bất cứ hoàn cảnh nào, để tránh việc bộc phát mua sắm và bạn lại cảm thấy hối hận vì hành động này. Xét về phương diện sự nghiệp, vận trình công việc của con giáp tuổi Kỷ Hợi rất thuận lợi. Khi có được sự nâng đỡ từ quý nhân, lúc này hãy thực hiện những dự định mà bạn đang ấp ủ. Đừng ngại ngùng hay trì hoãn mà đánh mất đi cơ hội của mình. Bạn phải chấp nhận rằng sẽ có những khó khăn ban đầu và việc bạn để xảy ra sai sót là điều dễ hiểu. Thế nhưng, bạn có thể vẫn được chỉ dẫn. Vì thế, hãy biết lắng nghe và điều chỉnh cho phù hợp. Thái độ của bạn sẽ đóng một phần quan trọng hơn cả năng lực của bạn vào thời điểm này. Vì thế, trong bất cứ việc gì cũng phải khiêm tốn, tránh tỏ ra là mình hiểu biết, không chịu lắng nghe. Hãy biết rút kinh nghiệm từ những gì mình đã làm. Vì đó là điều bạn nhận được về sau thời gian va chạm với cuộc sống. Không có gì xấu hổ khi bạn có sai sót cả. Điều quan trọng vẫn là bạn học được gì từ những việc đó. Tử vi tuần cuối cùng của tháng 4 âm lịch, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xét về phương diện sức khỏe của người Kỷ Hợi trong tuần này cũng có dấu hiệu giảm sút đáng kể. Ngoài áp lực về công việc khiến cơ thể suy nhược, thói quen sinh hoạt chưa khoa học cũng ảnh hưởng xấu đến thể chất. Do đó, bạn cần chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi điều độ. Đừng vì mải mê công việc hoặc nghĩ ngợi quá nhiều, khiến cơ thể suy nhược, ốm yếu. Ngoài ra, thời điểm này là tiết lập hạ, trời bắt đầu nóng lên, cơ thể tuổi Kỷ Hợi cũng đang bị ảnh hưởng bởi nội nhiệt, có thể dẫn đến các bệnh về tim, gan, dễ đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, đầy bụng. Tuần này có sự xuất hiện thiên hình hung tinh, còn báo hiệu về những nguy cơ bản mệnh có thể gặp phải do bệnh tật hay tai nạn bất ngờ. Cổ tử nhập cung chính đông ở phương vị này, trong nhà nên dọn dẹp sạch sẽ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ. Xét về phương diện gia đạo, nhìn chung,
chuyện gia sự của tuổi Kỷ Hợi trong tuần duy trì ở mức bình ổn, không xuất hiện biến cố nào quá lớn, hay nói đúng hơn là mọi thứ diễn ra đều đều, chưa có dấu hiệu thăng hoa nào. Tuy nhiên, một vài thay đổi khá bất ngờ trong tuần sẽ khiến bản mệnh cảm thấy hoang mang, thậm chí mâu thuẫn. Một khi xảy ra, nếu không được giải quyết dứt điểm tận gốc, đôi bên sẽ thường xuyên nảy sinh xung đột, giận hờn. Đặc biệt, chuyện tình cảm vợ chồng ngày càng có xu hướng phai nhạt, cần dành thời gian để hâm nóng tình yêu, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn. Để kích hoạt đào hoa cũng như thúc đẩy chuyện tình cảm ngày càng tốt đẹp, có thể hóa giải mâu thuẫn gia đình, tuần này, người tuổi Kỷ Hợi nên chú ý bố trí phong thủy hợp lý. Ở nơi sao nhất bạch chủ đào hoa xuất hiện, chính là hướng đông nam của ngôi nhà, của phòng ngủ hay phòng làm việc. Ở phương đông nam này, bản mệnh nên dọn dẹp sạch sẽ, có thể bài trí thêm bình hoa tươi, chậu cây cảnh xanh tốt, sẽ trợ lực tốt cho các mối quan hệ, thúc vượng nhân duyên, tốt cả cho tình cảm lứa đôi lẫn quan hệ xã giao trong công việc. Có thể đặt hồ lô phong thủy bằng đồng tại vị trí này, vừa thúc vượng đào hoa, lại có lợi cho hôn nhân, vừa nhanh chóng hóa giải mâu thuẫn vợ chồng. Xét về phương diện tài lộc, xem tử vi tuần của 12 con giáp về phương diện tài lộc, có thể nói đây là một tuần hung nhiều cát ít với người tuổi Kỷ Hợi. Bản mệnh bị hung tinh tiểu hao rình rập, dù ảnh hưởng không quá lớn, nhưng bạn cũng nên giữ túi tiền cho cẩn thận, đề phòng mất cắp hoặc bị lừa lọc. Trong tuần này, những chú lợn nên thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh hay thậm chí vay mượn tiền bạc, đừng vội tin lời mật ngọt hay những hứa hẹn lời lãi cao chót vót, bởi có thể phía sau đó là cả một âm mưu xấu xa đang được bày ra nhằm chiếm đoạt tiền bạc trong tay bạn. Đặc biệt thận trọng với những người ngỏ lời vay tiền của bạn nhằm mục đích không chính đáng, kiểu tiền chỉ đi mà không có đường quay trở về, khiến tình cảm đôi bên sứt mẻ. Thói quen mua sắm theo sở thích hay để xả stress cũng cần được hạn chế trong tuần này. Nếu tiếp tục duy trì thói quen xấu đó, bạn khó mà kiểm soát được tài chính của mình, khiến túi tiền ngày càng vơi dần. Xem phi tinh tuần này, có sao lục bạch, chủ tài lộc ngụ tại phương chính nam, bạn chớ nên để quá nhiều đồ đạc ở vị trí này trong ngôi nhà hay văn phòng, mà cần dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, nếu không dễ gặp tai họa, phá tài, tổn thất nghiêm trọng về tiền bạc. Ngoài ra, để tăng hỉ khí của cửu tử cát tinh chủ về thăng tiến, thì bản mệnh có thể bài trí một số vật phẩm phong thủy mang hành hỏa hoặc mộc ở hướng đông ngôi nhà, văn phòng, bàn làm việc, đó có thể là thạch anh màu đỏ, tím, hồng. Xét về phương diện sự nghiệp, bước sang tuần mới, phương diện sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi có nhiều điểm thuận lợi nhất định, gặp được nhiều cơ hội thăng tiến. Điều quan trọng là bạn có biết nắm bắt kịp thời hay không, hay cứ chần chừ do dự, khiến cơ hội quý giá trôi qua một cách đáng tiếc. Trong tuần được nguyệt lệnh lâm quan tới trợ lực mạnh mẽ, con đường công danh, sự nghiệp của những người tuổi Kỷ Hợi trong tuần này đang rất rộng mở, tinh thần làm việc ngày càng hăng say. Kết hợp với sự thông minh, sáng dạ sẵn có, con giáp này đưa ra những ý tưởng sáng tạo rất hữu ích. Nếu có thể biến những ý tưởng trong đầu thành một kế hoạch cụ thể hơn, bạn có thể đạt được những thành công rất bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, thì chắc chắn bạn sẽ gặt hái được kết quả tốt. Đặc biệt, lâm quan vốn là cát tinh giúp giải quyết rắc rối và mở ra đường thành công, nhưng là đối với những ai biết khiêm nhường và cầu tiến. Nếu bạn cứ giữ thái độ khoe khoang, tự phụ, hành động theo cảm tính, sẽ rất dễ phản tác dụng, bạn cần thay đổi lối hành xử cứng nhắc. Việc gì cũng nên bàn bạc cụ thể với đồng nghiệp, chớ nên ôm mọi thứ vào thân kẻo áp lực cao mà kết quả thu về chưa chắc đã mãn nguyện. Ngoài ra, tuần này bản mệnh sẽ cảm thấy khối lượng công việc có tăng lên, bận rộn hơn hẳn, nhưng lại mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Chỉ cần bạn có tinh thần cầu tiến, cần mẫn trong công việc và đặc biệt là có sự dứt khoát hơn. Tỷ kiên sẽ giúp mọi thứ tiến triển theo đúng dự liệu của bạn. Trong tuần có hung tinh thiên hình ẩn tàng, bên cạnh những may mắn trên thì bản mệnh cần lưu ý. Luôn có tiểu nhân ở bên rình rập, bạn cần chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng bất trắc, tránh để tiểu nhân nắm được sơ hở trong tay trước khi tiến hành bất cứ công việc gì. Cũng nên có những bước đi thăm dò rồi mới triển khai, hãy làm mọi việc từ nhỏ đến lớn, học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm của người đi trước để hạn chế tối đa những rủi ro. Vâng, chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý bản mệnh tuổi Kỷ Hợi nắm được vận mệnh phú quý, chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.